Dạ rồi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến kênh YouTube Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc. Trong video ngày hôm nay, em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chức năng BA, chức năng phát thanh trên máy bộ đàm Anitone AT4 số 5. Thì để sử dụng chức năng BA được hiệu quả nhất thì mọi người chuẩn bị một cái loa phóng nha. Thì chúng ta sẽ kết hợp với một cái loa phóng để chức năng được hiệu quả hơn. Thì bây giờ mọi người sẽ gắn cái jack loa phóng vào ngoài sau đít máy nha. Thì ở mặt sau của máy có một số jack như thế này. Đây là jack anten nè, đây là jack nguồn, đây là jack loa phóng, đây là jack data để nạp dữ liệu cho máy thôi. Thì chúng ta sẽ kết nối loa phóng vào cái jack cuối cùng nha, jack này. Rồi, thì ở đây để nhỏ gọn tiện lợi thì em sẽ sử dụng cái loa phóng đen nha. Thì loa phóng đen này có công suất là 20W nha mọi người, 20W, tuy nó nhỏ thôi chứ công suất nó khá là lớn. Thì sau khi kết nối loa phóng vào thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chức năng BA trên máy nha. Thì để sử dụng chức năng BA thì chúng ta sẽ di chuyển cái cần chuyển đổi chế độ này xuống cái chữ BA. Mình di chuyển xuống hàng BA này. Thì trên đây nó sẽ hiển thị cái chữ BA như thế này là được nha. Thì cái chức năng BA này, cái cách hoạt động của nó cũng tương tự như là một cái loa phát thanh. Nó sẽ giúp khuếch đại cái giọng nói chúng ta lên. Để khi mà chúng ta hoạt động ở trong tàu đó, khi mà mình đang đánh bắt ngoài khơi, tàu của chúng ta đang hoạt động đó, thì nó rất là ồn. Thì để giao tiếp thuận lợi hơn thì mọi người chuyển sang chế độ BA này. Đó, nó sẽ giúp cho chúng ta phát cái giọng nói mình ra để mình có thể giao tiếp và mình ra lệnh cho những anh em ở trong tàu dễ dàng hơn nha. Thì sau khi mọi người đã chuyển sang chế độ BA thì chúng ta chỉ cần chỉnh cái giọng nói lớn nhỏ thôi. Đây là cái công tắc volume nè, để cho chúng ta có thể chỉnh giọng nói lớn nhỏ khi phát ra luôn. Thì bây giờ em sẽ thử cho mọi người nghe thử nha. Alo, alo. Đó, nó sẽ phát cái giọng nói chúng ta ra ngoài cái loa như thế này. Nó cũng tương tự như cái loa phát thanh thôi. Alo, alo. Nếu mọi người muốn âm thanh to hơn thì mọi người sẽ chỉnh cái volume này lớn hơn. Dặn hết mức luôn. Thì cái giọng nói chúng ta sẽ phát ra ngoài cái loa như thế này, nó rất là lớn. Thì ở đây em chỉ sử dụng một cái loa nhỏ thôi. Nếu như mọi người muốn lớn hơn thì mọi người có thể sử dụng cái dòng loa lớn hơn nha. Thì mọi người cũng có thể áp dụng chức năng tiếng vang trên cái loa này luôn nha. Đây là cái chức năng tiếng vang nè, để chúng ta tạo tiếng vang như là cái micro trên cái micro mình vậy đó. Alo, 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 alo. Thì cái chức năng tiếng vang này, khi mà chúng ta nói chuyện thì nó sẽ vang 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 ra. Nếu như mọi người không sử dụng chức năng tiếng vang thì mọi người tắt đi cái càng số 2 này nha. Mình tắt đi. Rồi. Thì khi mà mọi người không cần dùng cái chức năng BA nữa thì mọi người sẽ chỉnh về chế độ AM nha. Mọi người chỉnh về chế độ AM giao tiếp như bình thường là được. Dạ rồi, thì đây là các bước cơ bản để cho mọi người có thể sử dụng chức năng BA, chế độ phát thanh trên máy bộ đàm Anitone AT4 số 5. Thì để theo dõi những video mới nhất của điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc thì mọi người nhớ ấn vào phím đăng ký nè và ấn vào phím chuông bên cạnh để được YouTube thông báo mỗi khi ra những video mới nhất nha. Rồi, video kem tới đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo ạ.